Thắng thua ở đấu trường World Cup là chuyện hết sức bình thường đối với các đội bóng nữ, kể cả các chị đại lâu nay thống lĩnh sân chơi này như Mỹ, Na Uy, Thụy Điển, Brazil, Đức. Thế nhưng việc phải dừng bước sớm từ vòng bảng vốn là chuyện hiếm thấy xưa nay, giờ xảy ra hàng loạt và không là ngoại lệ đối với nhóm đội top đầu thế giới. Theo thể thức thi đấu của các kỳ World Cup 24 đội, hai đội đứng đầu mỗi bảng cộng với 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ nghiêm nhiên giành quyền lọt tiếp vào vòng trong. Sự ưu ái dành cho các đội xếp thứ 3 được hiểu là họ chỉ cần giành tối thiểu một trận thắng cùng một trận hòa, hoặc thắng 2/3 trận là chắc suất có mặt ở vòng đấu loại trực tiếp. Lợi thế này bị hủy bỏ tại World Cup 2023 với 32 đội tham dự được chia vào 8 bảng khi chỉ hai đội đứng đầu các bảng mới có quyền vào tranh vòng 1/8. Huấn luyện viên Martina Vostecklenburg của tuyển Đức nhìn nhận, có thể nói tại giải đấu năm nay, những gì nghiệt ngã nhất của World Cup được thể hiện rất rõ. Tuyển Đức thắng 1 và thua 1 trận, vì thế, phải nỗ lực ở lượt cuối nếu không muốn phải về nước sớm. Sau khi bất ngờ nhận thất bại 1-2 trước Colombia ở lượt đấu trước, đội bóng hai lần vô địch thế giới Đức cần phải thắng Hàn Quốc để tự quyết suất vé vào vòng 1/8. Nếu bị cầm hòa, Đức phải cầu nguyện để đội đầu bảng Colombia đừng thua trước Maroc ở trận đấu diễn ra cùng giờ. Nếu hai trận đấu cùng có kết quả hòa, Colombia và Đức sẽ chia nhau hai vị trí nhất nhì bảng và nắm tay đi tiếp. Tình thế hiểm nghèo không chỉ trực chờ trước mắt đội bóng số 2 thế giới là tuyển Đức. Nhiều chị đại đã không chịu nổi áp lực tương tự và phải lách qua khe cửa rất hẹp để không phải sớm dừng bước tại vòng chung kết lần này. Đội tuyển Pháp được FIFA xếp hạng 5 thế giới, cần giành ít nhất 1 điểm trước Panama ở lượt trận cuối để đảm bảo tấm vé đi tiếp. Kết quả là các cô gà Goa bị tân binh Panama xé lưới ngay từ phút thứ 2 trước khi quật khởi, giành chiến thắng 6-3 chung cuộc để đi tiếp. Cùng bảng này, cựu Á quân thế giới Brazil xếp hạng 8 thế giới của FIFA không có được may mắn tương tự. Họ cần một chiến thắng nhưng lại bị Jamaica cầm hòa 0-0 tỷ số đủ để đội bóng vùng biển Caribbean qua mặt chính Brazil với vỏn vẹn 1 điểm nhiều hơn, cùng tuyển Pháp giành 2 suất đại diện bảng F vào vòng đấu loại trực tiếp. Tương tự nhưng có phần thảm hơn so với Brazil, nhà đương kim vô địch Olympic Tokyo, tuyển nữ Canada hạng 7 thế giới để thua 4-0 gỡ trước đồng chủ nhà Úc ở lượt trận chót. Ở bảng B, Canada chỉ xếp thứ 3 sau Úc và tân binh Nigeria, đồng nghĩa với việc trở thành nhà vô địch Olympic đầu tiên dừng chân ngay ở vòng bảng kỳ World Cup tiếp theo. Hay ở góc nhìn khác, họ chính là nhà vô địch Olympic đầu tiên không qua nổi vòng bảng của World Cup. Cũng căng thẳng không kém chính là ở lượt trận chót bảng E khi đương kim vô địch Mỹ may mắn cầm hòa Bồ Đào Nha để đi tiếp nhờ hơn đối thủ châu Âu đúng 1 điểm. Mục tiêu hòa đã được các học trò của huấn luyện viên Vlatko Andonovski thực hiện rất tốt, nhưng rõ ràng đội bóng 4 lần vô địch